Chào mừng quý đồng nghiệp đến với chương trình Expert. Hôm nay tôi sẽ trình bày chủ đề triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt trên bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Vậy tại sao chúng ta phải quan tâm đến bệnh lý tuyến tiền liệt trên nhóm bệnh nhân tim mạch? Những khó khăn gặp phải khi phẫu thuật tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ở trên nhóm bệnh nhân này là gì? Và những gợi ý an toàn trên bệnh nhân tim mạch mà phải điều trị bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là bệnh lý thường gặp ở bệnh nhân trên 40 tuổi và tần suất bệnh tăng theo tuổi, 60% ở độ tuổi 60 và 90% ở độ tuổi trên 80, và bệnh lý tim mạch cũng tăng theo tuổi ở nhóm tuổi này. Theo nghiên cứu của tác giả Martin đăng trên tạp chí Journal of Urology năm 2004 thì bệnh nhân có tăng huyết áp kèm theo tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thường có khuynh hướng triệu chứng lâm sàng nó sẽ nặng hơn so với nhóm bệnh nhân chỉ bị tăng sinh lành tính tuyến liệt đơn thuần mà không kèm theo tăng huyết áp. Do đó, chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến nhu cầu điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Nếu bệnh nhân không được quan tâm điều trị nội khoa đúng mức, nguy cơ xảy ra các biến chứng của tăng sinh lành tính tuyến liệt như là bí tiểu cấp, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tiểu máu đại thể, sỏi bàng quang, suy thận cần được phẫu thuật sẽ tăng cao. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Phẫu thuật viên Hoa Kỳ năm 2016, trên hơn 40.000 bệnh nhân được phẫu thuật tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có bệnh lý tim mạch đồng mắt, thì cho dù chúng ta kiểm soát tốt thì cái biến cố tim mạch cũng xảy ra ở khoảng 1% bệnh nhân. Tuy nhiên, khi đã xảy ra biến cố tim mạch rồi thì tỷ lệ tử vong nó sẽ tăng lên đến 14%. Hiện nay đó, tiêu chuẩn vàng của phẫu thuật vẫn là nội soi cắt tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo. Tuy nhiên, chúng ta lại có các khó khăn khi phẫu thuật tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch đồng mắt. Bệnh nhân có sử dụng thuốc kháng đông do bệnh tim thiếu máu cục bộ, đa số là thuốc ức chế cái tập tiểu cầu, nên chúng ta phải có kế hoạch ngưng kháng đông trước phẫu thuật. Nếu chúng ta ngưng kháng đông trước phẫu thuật quá dài cũng sẽ làm tăng biến cố tim mạch sau mổ như là nhồi máu cơ tim hoặc là tắc sten mạch vành. Nếu chúng ta ngưng kháng đông không đủ ngày hoặc sử dụng lại kháng đông quá sớm thì cũng sẽ làm tăng cái biến cố chảy máu sau mổ. Đối với bệnh nhân suy tim thì sẽ có nguy cơ phù phổi do quá tải dịch truyền. Do dịch truyền nó tăng hấp thu vào máu khi phẫu thuật. Cái nguy cơ hạ huyết áp khi gây mê nếu bệnh nhân có dùng thuốc ức chế men chuyển trước đó. Và sau đây đó là những gợi ý an toàn trên bệnh nhân. Chúng ta phải đánh giá kỹ các thuốc áp bệnh nhân đang sử dụng. Bệnh nhân phải được ngưng thuốc ức chế men chuyển trước phẫu thuật 24 giờ. Chúng ta nên phối hợp tốt với bác sĩ chuyên khoa tim mạch để đánh giá nguy cơ phẫu thuật như thế nào. Và chúng ta phải ngưng thuốc kháng đông đủ và đúng thời gian. Chẳng hạn như là ngưng heparin trọng lượng phân tử thấp 24 giờ trước phẫu thuật, ngưng kháng đông nhóm vitamin K trước phẫu thuật 5 ngày, ngưng kháng đông nhóm ức chế kết tập tiểu cầu 5 đến 7 ngày trước mổ. Và chúng ta phải nên sử dụng lại kháng đông sớm nhất khi có thể tùy theo cái nguy cơ chảy máu sau mổ. Và cuối cùng là chúng ta nên hạn chế dịch truyền trên bệnh nhân suy tim sung huyết. Và thông điệp tôi muốn gửi đến ngày hôm nay đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nên quan tâm và điều trị nội khoa đúng mức trên nhóm bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có kèm theo bệnh lý tim mạch đồng mắt, nhằm ngăn ngừa và kéo dài cái thời gian xảy ra các biến chứng cần phải phẫu thuật. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp và xin gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Xin chào.